Chào mừng em đã quay trở lại với MG Gaming. 6 giờ ngày 21 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Twitter của Elden Ring đã bất ngờ tung ra thông báo về trailer đầu tiên của DLC Shadow of the Erdtree Tree sau suốt 2 năm mong mỏi của các fan trên khắp thế giới vào 10 giờ tối cùng ngày. Và với việc bắt đầu đợi 30 phút mòn mỏi lâu nhất cuộc đời, thì chúng ta đã được chứng kiến cực phẩm tiếp theo của nhà FromSoft với hơn 558.000 người coi cùng một lúc. Vậy cùng tôi nhìn lại những gì đã xuất hiện trong trailer và có thể ta đã bỏ lỡ gì nha. Mở đầu, ta đưa tới Morgwyn Palace với một chiếc áo choàng của một người bí ẩn, tưởng chừng là Melina. Tuy nhiên, nếu so sánh với chiếc áo choàng của cô trong game, thì đây là hai chiếc áo choàng riêng biệt, bởi cái của Melina là có một lớp và hướng xéo lên trên ở phía trước, sau đó một cảnh zoom vào kén của Miquela, ám chỉ rằng đây điểm khởi đầu của mọi thứ. Chuyển cảnh, ta được sơ lược qua khu vực đầu tiên của vùng đất bóng tối, Land of the Shadow, hay Realm of Shadow, và FromSoft đã nhà hàng thông qua tấm poster, nhưng nhìn kỹ hơn, ta lại không thấy được những cây cọc trong poster trên cánh đồng ở trong trailer. Và một thị trấn đã sụp đổ, khiến ta không khỏi liên tưởng đến thị trấn có phép thuật Zelia, ngựa tại Khalid với những mái hiên đỏ hiện đã hoang tàn. Nếu chú ý ở những bức tường phía sau, ta có thể nhận thấy rằng những rễ cây đã mọc tràn lan khắp nơi mất kiểm soát, và trông khá giống với rễ cây của Erdtree sau khi bị ảnh hưởng bởi Death and the Dead. Và chốt hạ bằng cái nhìn rõ nét nhất về cây Erdtree trong khu vực này sẽ tạm gọi là Shadow Erdtree. Bỏ qua những chi tiết như cây đang chảy nhựa và có dấu hiệu sụp đổ thì hãy để ý vào nền trời phía sau của cái cây. Không giống như trong poster, bầu trời này như bị phủ một tấm màn ngủ lên vậy. Và tất cả đều hướng lên ngọn cây của Shadow Erdtree. Đây là một chi tiết ta có thể liên hệ tới một NPC khác mà khá nhiều đã quên, Fia. Có thể cô hoặc sức mạnh của cô đã ảnh hưởng đến thế giới này theo một cách nào đó. Tiếp đến là một loạt NPC xuất hiện với những bộ giáp cực kỳ ngầu mà Shurkel một hồi cũng sẽ chê tất. Và thanh niên nằm trên đầm lầy với những bông hoa mọc rải rác xung quanh, không ngoại trừ khả năng đây là Saint Trina. Rồi một bức tranh xuất hiện, trên đó một ông già và một người phụ nữ bị che mặt đứng kế bên, và không ngoại trừ đây là Fia từ cõi chết hoặc một ai đó liên hệ với cô. Để ý vào người ông già thì không có gì đặc biệt hết, một lão già hói đầu ốm yếu không khác gì mò cót, nhưng cái kẻ áo của lão lại khá quen thuộc với ba hình tròn ở hai bên của cây Watch Dog Staff mà mấy con tượng chó hay cầm để quật chúng ta. Và không loại trừ khả năng đây là người đầu tiên tạo ra lũ này, một vài địa điểm mà chúng ta sẽ nói ở phần sau. Một loạt con boss và quái vật xuất hiện ngay sau, một tên khổng lồ lửa liên hệ với Wicked Man trong Berserk. Theo môi trường xung quanh thì có thể đây là một field boss mà ta sẽ gặp trong quá trình đi map. Một con nhìn na ná với Man Serpent, mấy con rắn nhưng lại có tay chân. Nhưng nếu chú ý vào phần thân dưới của sinh vật này thì hoàn toàn là đuôi rắn và không có chân mà chỉ có tay ở phần trên, miệng thì giống như một con đỉa. Con Chimera sư tử sau đó thực sự phải gọi là kinh hoàng cho bất kỳ ai đối đầu với thứ sinh vật này. Một thiết kế nếu nói đây là từ Bloodborne thì tôi cũng tin đấy. Dễ thấy nhất là chiếc sừng từ lời nguyền Omen mọc lởm chởm ra khắp cơ thể, cùng những mảnh giáp rời rạc với cái miệng có tận hai hàm răng, một của sư tử bên ngoài và một của người phía bên trong. Cũng có thể đầu sư tử cũng chỉ là một cái đầu được đội lên, bởi có thể thấy chuyển động của phần hàm khá là gượng và không được mượt mà như một sinh vật sống bình thường. Một chiêu hơi thở nhìn thoáng qua thì tưởng giống như Deathblind của mấy tên người đầy sâu, nhưng có vẻ không phải, mà chỉ phun ra bùn và đất đá. Sang Phase 2 thì chiến trường được bao phủ bởi sấm sét, tưởng chừng sẽ không pha cầm sấm sét đập xuống như Sekiro, nhưng vì một lý do nào đó mà con sư tử bị sét đánh phá giữa chừng. Ngay sau đấy chúng ta được giới thiệu đến con boss có thể coi là phản diện chính của DLC này, Mesmer the Impaler. Cái tên này chúng ta sẽ bàn sau. Phần gameplay được giới thiệu ngay kế tiếp với hàng loạt vũ khí mới, moveset, Ash of War, phép mới. Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng người coi chắc chắn là cú liên hoàn cước cực kỳ ngầu, trong bộ đồ không khác gì Van Helsing đá liên tục vào đầu tên hiệp sĩ. Theo như bài phỏng vấn của Eurogamer với ông Miyazaki thì chúng ta có tận 8 loại vũ khí mới, với hiện tại có 31 vũ khí và 91 Ash of War, thì khá chắc kèo phải có ít nhất hơn 20 Ash of War được thêm vào trong loại DLC này, và với rất nhiều vũ khí mới nữa. Và vâng, lũ khổng lồ, tại sao lại không cơ chứ? Một thứ nỏ không khác gì súng máy bắn sấp xỉ mũi tên liên tục. Nhìn kỹ hơn ta có thể thấy cây nỏ có nguyên một phần để chứa tất cả các mũi tên trong đó. Thế này thì nạp thế nào được nhỉ? Mà nhắc cho ông nào còn đăng 2 là ít nhất chúng ta sẽ phải đập cái thằng có cây nỏ này trước đấy. Nên là good luck, an hạnh vui vẻ. Một cái đầu gấu lai tê giác, tôi đoán thế. Và đây là một incantation giống như Gero Roar. Nó cũng sẽ gây sát thương diện rộng nhưng sẽ cho những hiệu ứng buff khác. Tiếp đến ta được thấy những moveset mới khi Tarnit đang chiến đấu một NPC hoặc một người chơi khác với những màn múa kiếm cực kỳ ảo diệu cùng cặp song kiếm cong. Một loạt boss tiếp tục được xuất hiện, một tên hiệp sĩ cưỡi lợn rừng dùng ma thuật trọng lực
một con hà mã siêu to khổng lồ như bước ra từ trong Monster Hunter với quả chiêu mọc lông nhím khác, giống một skill của Elden Beast, một bộ xương không đầu gắn phía trên một con ngựa cùng cái boomerang. Ông già trong tranh hồi nãy có thể nhận ra thông qua chiếc áo đang rút đầu và cả bộ xương của mình khỏi cái gì đấy. Tôi cũng chẳng biết phải miêu tả nó như thế nào nữa. Tóm lại là vừa tởm và vừa ngầu. Đoạn cuối của trailer là màn combat cực kỳ nảy lửa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng với Mesmer. Sơ bộ kỹ năng của Mesmer thì phần lớn các chiêu AOE hoặc dạng quét với cây thương. Và tất nhiên không thể thiếu được những pha tóm đầu kết liễu giống như Millennia rồi. Kết thúc bằng cảnh cả hai lao vào khi Tarnish kích hoạt Ash of War, mọc cánh bay lên của lúc Crucible Knight mà chúng ta thường thấy. Kết đoạn, chúng ta đầu tiên được thấy Miquella ở dạng trưởng thành đang hướng tay phía Shadow Earthry, lúc này đã chảy hết nhựa nhưng vẫn có dấu hiệu sụp đổ. Phía sau không còn một tấm màn bao phủ bầu trời mà thay vào đó là một nguồn sáng rực rỡ. Và đó là tất cả những gì chúng ta thấy được thông qua trailer của Elden Ring Shadow of the Earthry. Giờ vào phần phân tích và dự đoán cốt truyện sơ bộ thôi nhỉ. Trước khi phân tích trailer thì hãy nhìn qua những gì chúng ta được biết qua trang báo và trang chủ của Elden Ring. Vùng giới thiệu về DLC trang chủ của Elden Ring tạm dịch là vùng đất bóng tối, một nơi bị che khuất bởi Earthry nên nữ thần Marika lần đầu tiên đặt chân tới. Một vùng đất bị thanh trừng trong một trận chiến thất truyền, bùng cháy bởi ngọn lửa của Mesmer. Miquella đã khởi hành đến vùng đất này, từ lột bỏ xác thịt, sức mạnh, dòng dõi của mình, khỏi tất cả mọi thứ liên quan đến dòng dõi hoàng kim. Và bây giờ, Miquella đang chờ đợi sự trở lại của chúa tể đầy hứa hẹn. Ở những vùng đất mới lạ này, người chơi khám phá những bí ẩn đen tối của thế giới khi họ gặp những người khác đang theo bước Miquella với những âm mưu thầm kín. Và từ một nguồn thông tin không chắc chắn lắm thì Mesmer là một trong đứa con của Marika và sẽ được nêu lý do tại sao thanh niên này lại không được đề cập tới trong game ban đầu. Từ những điều trên, ta có thể tổng hợp được những ý sau. Hành trình của chúng ta tại Land of Shadow không phải quay về quá khứ cũng như là trong giấc mơ của Miquella, mà là vùng đất đã tồn tại từ trước khi mọi thứ bắt đầu tại The Land Between. Marika trong quá khứ đã tới đây, không biết là trước hay sau cuộc bành trướng của Golden Order và sinh ra Mesmer ở đâu thì không biết. Miquella có thể đã có một thân thể mới hoàn toàn, bởi trong lời giới thiệu có bảo rằng anh đã từ bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến dòng máu hoàng kim, đồng nghĩa là từ bỏ cơ thể của mình. Có thể anh đã trở thành một dạng thực thể giống như Melina. Các NPC chúng ta thấy trong trailer phần lớn đã đến từ The Land Between, chứ không phải là các cư dân ở đây. Mesmer cũng không ngoại lệ. Trở lại với trailer, theo như các DLC của game Dark Souls đi trước thì các DLC sẽ xảy ra trước ending và không hề ảnh hưởng gì đến ending. Bất kể ta làm gì với nó thì game sẽ xảy ra ở một khu vực hoàn toàn riêng biệt. Người xuất hiện ban đầu chắc chắn không phải là Melina, bởi sẽ khác biệt về quần áo như đã nêu ở đầu video. Môi trường của vùng đất bóng tối vì lý do nào đó mà xuất hiện rễ cây của Deadline khắp nơi, từ bên ngoài môi trường tự nhiên đến cả các công trình. Và người liên hệ nhiều nhất đến Deadline là Fia, bởi Godwin thì hẹo rồi. Và theo lời của Fia thì nơi cô đến, việc làm của cô là một hành động không phải là lạ, nên không loại trừ khả năng quê nhà cô là vùng đất bóng tối. Và ngoài Fia thì còn có thể có những người khác nữa. Khả năng rằng tấm màn bao phủ lên bầu trời phía trên Shadow Earthry có liên quan đến hành động của các Deathbed Companion này. Và chúng ta không thể nào bỏ qua sự tương đồng giữa thế giới này và trung địa của mình, một trong các công trình trong trailer phải nói là cực giống lâu đài Stormveil. Bên cạnh đó, các NPC hoặc boss cũng ít nhiều có đặc điểm chung khiến ta phải liên tưởng đến các boss đã gặp tại trung địa. Như bà này với khung cảnh bước vào khiến ta nhớ lại ngay cutscene của Renella. Con sư tử Chimera là hội tụ của rất nhiều thứ chúng ta thấy tại thủ đô Lindell, những chiếc sừng từ lời nguyền của Omen, mái tóc vàng của Morgoth, sấm sét vàng của đám hiệp sĩ, hơi thở của lũ Wormfey, cái dậm chân của Godfrey. Tên hiệp sĩ cưỡi heo rừng dùng ma thuật trọng lực hơi giống với Radahn, con hà mã khổng lồ có skill mọc lông nhím như Elden Beast, cái bộ xương trên con ngựa và ông nội rút đầu ra này thì tôi chưa nhìn ra. Riêng Mesmer thì khỏi phải nói, tạm thấy liên quan gì đến Rykard. Nhưng hãy phân tích thanh niên này thêm một tí nữa nhé. Đầu tiên, tất cả họa tiết và mọi nơi trên người đến vũ khí đều liên quan đến rắn, cụ thể hơn là cặp rắn với những chiếc cánh đơn lẻ. Và rắn trong thần thoại thì liên hệ đến rất nhiều thứ. Trên chiếc áo choàng ở sau lưng, ta thấy có một vòng tròn đỏ tạo nên từ hai con rắn. Nếu so sánh với chữ O trong Shadow thì cũng khiến ta liên tưởng ngay đến Ouroboros, biểu tượng của sự vĩnh cửu, tái sinh hoặc đầu thai. Và hình vẽ lửa cũng như ma thuật lửa của Mesmer không giống bất kỳ ngọn lửa nào mà ta từng thấy, kia với những luồng đen và ngọn lửa của dung nham. Nhưng khi nhắc tới lửa của Elden Ring thì chắc chắn thứ đó sẽ chống lại Earthry, điển hình là Volcano Manor của lũ khổng lồ lửa Frenzy Flame. Và theo lời thoại của trailer thì hắn muốn thiêu rụi mọi thứ liên quan đến ân điển của Earthry bằng ngọn lửa của hắn. Các lời thoại trong trailer đều tả vùng đất bóng tối hoặc mục đầu tiên của nhân vật nào đó mà không hề nhắc đến chúng ta, ngoại trừ lời thoại cuối cùng. Một giọng nữ trầm
nói rằng chúng ta hãy đến cõi bóng tối thông qua bàn tay hẹo của Miquela và sẽ theo ngay sau ta, mong rằng sẽ có đoàn tụ một ngày không xa. Theo lời thoại này, đây là một người đã biết ta từ trước. Từ tông giọng khá là trầm thì không thể nào là các NPC như Raya, Melina, nếu nào muốn có thêm thuyền âm dương, Granny, v.v. Hai người duy nhất mà tôi thấy có thể xuất hiện là Tarnish của Volcano Manor hoặc Nepheli Lu, bởi đây là hai người duy nhất có giọng trầm phù hợp, trong khi vẫn còn sống và rõ tung tích sau khi hoàn thành quest line. Tarnish thì quá thiếu thông tin và thiếu cơ sở, còn Nepheli Lu thì không biết tại sao cô lại tới đây, nhưng ít nhất theo tông giọng tin tưởng thì đây là khả năng cao nhất. Còn cửa áo choàng ở đầu trailer thì chịu. Ông nào biết có giả thuyết hợp lý thì chia sẻ phần comment cho tôi nhé. Và đó là những chi tiết đáng chú ý cũng như dự đoán sơ bộ về DLC Shadow of the Earth Tree. Thực ra là cái nào đáng chú ý cả. Liệu có chi tiết nào tôi bỏ thiếu không nhỉ? Nếu có nhớ comment phía dưới tôi biết nha. Và quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video kênh ra trong tương lai nha. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.